kìa, dẫn rồi vậy. Nói cái nhìn cái thau dài chưa, thật là thấy nghe chị nói cái công đoạn mà chị nấu chả có gì khó mà có chỗ khác mà nấu được. Ở đây gọi là hầm bắp, hầm nó khó thiệt là lắm. Mẹ gọi em ăn bữa muối mè rồi chị để đó. Đây bữa nay xin giới thiệu với mọi người một cái thúng xôi rất là nổi tiếng ở phường 2 nói riêng và ở thành phố Đông Hà nói chung ha, xôi bắp. Trời thảo chưa chị. Quá nhon luôn. Hình như bữa nay chị ra muộn hả? Ra muộn nghe, do có xì lên. Bác sĩ. Cho nên là chuẩn bị hàng sĩ cho nó ra muộn ăn gì mà. Chứ bình thường là mấy giờ mình ra chị? Bình thường là 5 giờ ra đây rồi. Dạ. Ngày từ 6 giờ kém mới thấy chị ra đó. Nó gió lên xì lên cầm lô cái xén lâu ba ốc. Dạ hả? Dạ là có bán sỉ vậy đó nè. Dữ thiệt. À, chị bây giờ mới dọn ra đó. Ủa chị, cái thúng đây với cái thúng đây nó khác nhau không? Khác, bên này xôi dưa với xôi đậu đỏ. Bên đó là xôi khác hả? Xôi dừa, xôi đậu đỏ. Bên này bắp hầm. Cái xôi bắp ở đây nó đặc biệt, người ta làm một cái lớp hành ở trên, hành lá này. Cái này là xôi chín xong xuôi là mình mới cho hành lá vô hay sao chị? Rồi, xôi chín xong múc lá, tháo ra, khi mình cho hành lá bị dâu lên. Dạ. Cái bắp này mình hầm phải mất mấy tiếng gì? Ui, hầm lâu lắm, hầm từ 2 giờ chiều mà tới 8 giờ tối, khi nào mà sống. Dữ vậy hả? Ô trời ơi. Mềm á. Vậy là lá bắp khô. Là hâm bắp con khi khí mà nấu bắp để mà xá cái máy á là nấu khoảng 2 tiếng là xong. Trời, vậy là cái xôi này nấu nhiều khuya ha. Nấu 3 lần lận. Nấu 3 lần mới ra cái thúng xôi đây. Nấu bắp xá máy rồi nấu bắp hâm chín rồi để đến trôn nước với bắp rồi mới ra xôi bắp. Ôi trời ơi. Cái đầu tiên á là người ta sẽ nấu qua một nước để mà lấy hết cái mày bắp ra thôi mọi người. Bỏ hết cái mày bắp xong xuôi mới là cái giai đoạn hầm chính. Cái hầm chính thì hầm từ 2 giờ chiều hôm qua. Rồi đến 8 giờ tối mà xong. Ôi trời ơi. Đúng là ăn cái xôi này đúng là cũng khủng khiếp mọi người. Rồi sau đó mới nấu một lần nữa là nấu bắp bắp xôi nếp mới ra được đây. Bán trong cái lá chuối nhìn hấp dẫn như vậy đó, nhìn hay vậy đó. Cái đó là đậu xanh hả chị? Nhưng đậu xanh hả? Gói sâu trong cái lá chuối á, nhìn đã lắm rồi, nhìn thấy nó ngon ghê đó. Thôi ăn đây gọi rồi. Đúng rồi, ăn là thử ra cái dĩa ra. Sao mình không có phải lấy cái giá hay cái muỗng mình múc mà lấy cái đó mình múc? Cái này thì hôi sữa ăn dơ chứ. Vậy hả? Em thấy lấy cái này múc thấy nó lặn ngộ. Hồi xưa chưa đi mà thì lúc xưa là cũng múc cái chảnh đi. Dạ, bây giờ trở thành cái đo lường luôn. Đo lường. Cứ 2 xúc là được ha. 2 xúc là 10 gram. 2 xúc đó là 10 gram. Chung, nấu thì cực khổ vậy mà bán cái 10.000 phần, 10.000 phần. Rồi, cả đứa làm khách mua đi Sài Gòn. Thôi vậy đó ha. Dạ. Ôi. Đây một thúng dài khoảng hết mấy ký bắp gì? Ký bắp á. Một thùng như là có khoảng 7 ký bắp á. Ừ. Ký nấu bắp á, ký nấu lên 2 thùng ký, cách ký bữa xì ký nữa luôn á. Xì ký là gọi 4-5 tấm. Nghe nói là thường cũng nấu xì đi nhiều lắm ha, nhiều nơi lắm ha. Đi lên cầm lô rồi đá cá rống rồi khai sinh là bao dữ vậy ta. Hay chứ, té ra nó nổi tiếng dữ ha.
đi chuyên gia xì cho mình mọi người tên ở tên đó. Dạ. À, chay chay nha mọi người, cái món là chay ha. Món này chay mặn đều dùng được. Dạ ha. Dạ. Ăn nữa không? Có chứ, từ từ. Cái này cái bắp nào cũng nấu được hay là không, nó phải có loại bắp? Bắp trắng thôi, chứ còn mà bắp đỏ là nấu được. À vậy ha. Bắp nếp trắng thôi. Bắp nếp của mình á. Bắp trắng, bắp đỏ. Bắp đỏ là nấu được. À. Ai 5.000 là một xúc hết đó. 5.000 là một xúc. Cái sôi bắp này rất là nổi tiếng về ở cái phường 2 nè, dường như ai cũng biết cái thau bắp này mà nó ngon nổi tiếng lắm mọi người ạ. Đây nè. Đây. Đây. Chay á hả? Ăn bún muối mè ha. Cái bắp người ta hầm nó mềm luôn. Ăn với cái hành rất là thơm mà. Cái loại sôi dừa đó cũng 10.000 phần hả chị? 10.000 cũng dùng sôi bắp đó. Đây ngày nào mình cũng bán hả chị ha? Một tháng 30 ngày bán đều 30 ngày. Đó là sôi dừa hả? Đây là sôi dừa. Nhìn nó làm cái màu vàng đẹp quá ha. Màu bột nghệ. Dạ. Dạ. Tất cả đều ăn với muối mềm. Chị bá, mày gọi chị bá. Chị bá, một đấy hả? Tao bóc khói đây đã chưa? Còn lắm. Có thà luôn đó, ăn mới có dĩa xôi là chị bán tiếp một tầng rồi đó, nhìn chưa. Còn anh thì bán nước đậu đây.
cà phê ở đây nữa. Quá trời luôn, khách quá trời luôn. Bà theo cho bán trắng à? Ngày nào cũng bán, 5 giờ sáng là bán rồi đó mọi người. Đó, chung chung. Xôi nóng hổi á ha, cái nào bắp khó vậy nè. Đã chưa? Đây, ô người cũng. Ô trời, cái nồi gỏi chay đã quá vậy trời. Ồ hấp dẫn ha. Ôi trời ơi. Ôi trời đã quá nè. Quạt bạ của phần 2 đi. Cái này là tới ngày chay mới nấu chay hay sao? Ngày chay là bạn chay. Dạ, còn bình thường là bạn bán mà. Bình thường là bạn 14 15 30 11. À là bán nồi chay này trời đã thế. Hấp dẫn thiệt, phở chay. Phở chay. Ờ. Phường 2 nhé. À, phở chay điếu ngao, phường 2, ngay chỗ cái ngã tư đường Đặng Dung giao với đường Mạc Đình Chi. À, mà bán ở trên đường Mạc Đình Chi á mọi người, cái góc đường Mạc Đình Chi. O bé hả? O bé, phở chay. À, phở chay của O bé. Phở chay. Ồ, nói cái nồi phở chay thiệt hết sảy luôn á trời. Đó, thiệt á chứ. Cái này là được đậu hũ nè, rồi nấm gì vậy? Nấm rơm, nấm sò. Nấm đùi gà, chà. Đùi gà. Nấm sò là cái nấm nào? Nấm sò đấy, nấm sò là những cái lá đấy. À cái lá đó gọi nấm sò ha. Nấm đấy là nấm đùi gà. Dạ. Nấm đấy là nấm rơm. Dạ. Đây là con đầu, đây là nấm kim chi. Ôi. Thứ. Này mình một bao nhiêu phần? Ôi trời, nấm đã dưa kìa. Nhiều lắm. Ồ, nấm nhiều quá trời luôn. Một set là 20 ngàn có, 20 ngàn. 15 ngàn có, 10 ngàn à. Có, tùy theo. Ồ, vậy hả, bán quá bình dân luôn. Bình dân đó. Ừ, giá quá bình dân luôn. À, đó. Em ơi. À. Đó. Đưa đến...